Xin chào các bạn. Bà John Trump, con trai út của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump, sinh ngày 20 tháng 3 năm 2006 tại thành phố New York. Bà John William Trump là con duy nhất của Donald và Melania Trump. Cậu có 4 anh chị em cùng cha khác mẹ từ các cuộc hôn nhân trước của Donald Trump, Donald Jr., Ivanka, Eric và Tiffany. Bà John lớn lên trong căn penthouse của Trump Tower ở Manhattan, nơi Melania chú trọng đến giáo dục và việc nuôi dạy cậu. Bà John nói được 2 ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Slovenia, ngôn ngữ mẹ đẻ của Melania. Bà John học tại trường Columbia Grammar và Preparatory School, một trường danh tiếng ở New York City, trong những năm đầu đời. Chuyển đến Washington, D.C. năm 2017, sau khi Donald Trump nhậm chức, bà John chuyển đến Nhà Trắng và trở thành đứa trẻ tổng thống đầu tiên sống ở đây kể từ thời John F. Kennedy Jr. Sau khi chuyển đến Washington, bà John học tại trường St. Andrew's Episcopal School ở Potomac, Maryland, nơi nổi tiếng với quy mô lớp học nhỏ và chương trình học khắt khe. Hiện tại, bà John đang hoàn thành chương trình trung học phổ thông và chuẩn bị cho bậc học cao hơn. Chắc kế hoạch học vấn và nghề nghiệp tương lai của cậu chưa được công khai. Chiều cao của bà John thu hút sự chú ý công chúng nhờ chiều cao nổi bật. Tính đến năm 2024, cậu được cho là cao hơn 2m67, trở thành thành viên cao nhất trong gia đình Trump. Ít xuất hiện trước công chúng. Dù giữ đời tư khá chính đáo, bà John thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của cha mình. Đáng chú ý, năm 2016, khi mới 10 tuổi, cậu xuất hiện trên sân khấu trong bài phát biểu chiến thắng của Donald Trump. Cậu có mặt tại các sự kiện lớn ở Nhà Trắng, chẳng hạn như lễ lăng trứng phục sinh hàng năm. Trong những năm gần đây, bà John xuất hiện tại các sự kiện gia đình và buổi tụ họp công cộng, thu hút sự chú ý nhờ chiều cao và sự giống cha mẹ. Về cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng. Sau khi Donald Trump rời Nhà Trắng năm 2021, bà John tiếp tục học tập và tránh xa sự chú ý của giới truyền thông. Gia đình đã chuyển đến Mar-a-Lago, Florida. Trong các sự kiện gia đình, bà John gần như không xuất hiện trên mạng xã hội hay trả lời phỏng vấn, phản ánh quyết định của gia đình trong việc giữ cậu tránh xa spotlight chính trị. Cậu thỉnh thoảng xuất hiện để ủng hộ cha mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Donald Trump nhưng vẫn giữ đời tư khá kín đáo. Về sở thích, bà John được cho là có niềm yêu thích với thể thao, đặc biệt là bóng đá, và từng tham gia các đội bóng trẻ. Mẹ cậu, Melania, từng chia sẻ rằng bà John thích xây dựng các mô hình, thể hiện sự yêu thích đối với kỹ thuật hoặc thiết kế. Bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2024. Bà John đã bỏ phiếu cho bố trong lần đầu bầu cử sau khi đủ 18 tuổi. Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump chia sẻ lên mạng xã hội ít hình ảnh bà John Trump mặc vest đi bỏ phiếu. Lần đầu bỏ phiếu, cho bố, bà Melania viết phần chú thích ảnh, trên các hashtag 18 tuổi, bầu cử tổng thống và tự hào. Gần đây bà John Trump, cậu út nhà ông Donald Trump, đã xuất hiện trên sân khấu cùng với những thành viên khác trong gia đình khi cha phát biểu tuyên bố thắng cử tại Florida ngày 6 tháng 11 năm 2024. Bà John Trump nổi trội với chiều cao khủng so với các thành viên trong gia đình với ngoại hình đẹp trai như tài tử điện ảnh. Bà John Trump vẫn là một cá nhân sống kín đáo với rất ít sự tiếp xúc công khai nhờ những nỗ lực của cha mẹ, đặc biệt là Melania, để bảo vệ cậu khỏi sự soi mói của truyền thông. Hiện cậu đang bước vào giai đoạn trưởng thành, và truyền thông thế giới luôn tò mò và đang dõi cuộc đời cậu sẽ phát triển như thế nào.